Kính chào quý vị, hôm nay thứ Bảy ngày 13 tháng 5 năm 2023. Mời quý vị theo dõi bản tin buổi sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, trong phiên làm việc chiều qua, sau khi cho ý kiến về luật dự án sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và luật nhập cảnh xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận cho ý kiến về dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Thảo luận tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản tán thành sự cần thiết, thống nhất trình Quốc hội dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Trường hợp bảo đảm chất lượng soạn thảo thì có thể trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 5 sắp tới đây. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ cơ bản thống nhất và ủng hộ tờ trình của Chính phủ và đánh giá cao công tác chuẩn bị của Chính phủ và của Thành phố Hồ Chí Minh đã tâm huyết, tìm tòi, nghiên cứu thực tiễn để có đề xuất các chính sách để thí điểm dài dặn, khá toàn diện, kỳ vọng sẽ tạo được cú hích về những đột phá phát triển cho thành phố. Thì các cái chính sách mà kế thừa năm tư và năm tư mở rộng thì cơ bản là chúng ta có đầy đủ cơ sở chính trị, căn cứ pháp lý và cả điều kiện thực tiễn nữa. Vì đã áp dụng cho cả một số của thành phố có rồi. Thế còn loại chính sách nữa là thành phố trong năm tư chưa có, nhưng mà vừa rồi thì Quốc hội đã cho phép ở một số địa phương. Thì cái này cũng đã được thử thách rồi. Thì cái đấy có lẽ là những cái đó, hình như có 13 cái chính sách cụ thể thuộc loại này. Thì tôi nghĩ là có lẽ là thống nhất cao chứ cũng không phải bàn nhiều. Phát biểu ý kiến tại phiên họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cảm ơn các ý kiến góp ý tại phiên họp, đặc biệt là ý kiến của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Các góp ý của Chủ tịch Quốc hội đã hệ thống các vấn đề và chỉ rõ những điểm mới quan trọng cần quan tâm. Nếu như nghị quyết này thông qua, thì thành phố phải chuẩn bị rất là nhiều để có thể đáp ứng được cái triển khai được cái nghị quyết này trên thực tế. Không chỉ là Hội đồng Nhân dân Thành phố hay là Thủ Đức thông qua nghị quyết mà phải có một chương trình hành động và có cái kế hoạch giám sát và có cái kế hoạch để củng cố về tổ chức bộ máy và nhân lực. Cho đến giờ này thì thành phố đã phân công các cơ quan chuẩn bị một số cái nội dung trong hơn 40 cái nội dung chính sách này. Chúng tôi đã dự kiến là một số nội dung là sẽ thông qua tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân giữa kỳ này và dự kiến có một phiên họp Hội đồng Nhân dân chuyên đề vào tháng 9 và cuộc họp Hội đồng Nhân dân cuối năm nay. Đồng chí Phan Văn Mãi nhấn mạnh, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để hoàn thiện hồ sơ dự thảo nghị quyết trong thời gian sớm nhất và có thể được thông qua tại kỳ họp thứ 5 sắp tới. Liên quan đến phiên họp hôm qua của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, các báo số ra sáng nay cũng đồng loạt đăng tin. Theo báo Tuổi Trẻ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, việc xây dựng dự thảo nghị quyết về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh nhằm tạo ra các cơ chế chính sách đặc thù vượt trội, từ đó tạo cơ sở pháp lý hữu hiệu để phát huy tiềm năng, lợi thế, tạo đột phá, giải quyết các điểm nghẽn, nút thắt về phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Theo cơ quan thẩm tra, dự thảo quy định theo hướng phân cấp, phân quyền mạnh mẽ, nhiều quyền hạn được giao cho các tổ chức cá nhân. Tuy nhiên, còn thiếu vắng các quy định về trách nhiệm, đề nghị bổ sung quy định về chế độ trách nhiệm, bảo đảm đúng nguyên tắc quyền hạn đi đôi với trách nhiệm. Đặc biệt về điều kiện bảo đảm triển khai, dự thảo quy định theo hướng tăng cường phân cấp và ủy quyền. Báo Sài Gòn Giải Phóng cũng có những thông tin chi tiết về tờ trình dự thảo nghị quyết này. Về tổ chức bộ máy của Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân huyện thuộc Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có không quá 3 phó chủ tịch. Ủy ban Nhân dân phường, xã, thị trấn có từ 50.000 người trở lên có không quá 3 phó chủ tịch. Về tổ chức bộ máy Thành phố Thủ Đức, dự thảo nghị quyết này quy định Hội đồng Nhân dân Thành phố Thủ Đức có không quá 2 phó chủ tịch và không quá 8 đại biểu chuyên trách. Ủy ban Nhân dân Thành phố Thủ Đức có không quá 4 phó chủ tịch. Dự thảo cũng đề xuất cho Thành phố Hồ Chí Minh chuyển chức năng quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, thanh tra xử lý vi phạm pháp luật, xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm, cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật ra khỏi địa bàn thành phố từ Sở Y tế, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Sở Công thương để thành lập Sở An toàn thực phẩm. Phó chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách Vũ Thị Lưu Mai nêu rõ, nếu thực hiện thành công thí điểm các chính sách trong dự thảo nghị quyết sẽ tạo tiền đề quan trọng cho bước phát triển mới của Thành phố Hồ Chí Minh, theo ghi nhận của báo Pháp luật thành phố. Để tiếp tục hoàn thiện, bà Vũ Thị Lưu Mai đề nghị Chính phủ cân nhắc một số vấn đề, đặc biệt tờ trình cần làm rõ với phạm vi chính sách như trong dự thảo đã đủ để tháo gỡ vướng mắc về thể chế đang cản trở tiến trình phát triển của thành phố hay chưa.
Xét số lượng chính sách tương đối rộng, cơ quan thẩm tra đề nghị cân nhắc có sự lựa chọn, có trọng tâm, tránh dàn trải để mỗi chính sách đều có cơ hội đi vào cuộc sống. Những chính sách chưa đủ căn cứ thực tiễn, chưa rõ về nội hàm, có thể dẫn đến vướng mắc pháp luật thì không nên quy định. Tại dự thảo đã có một số chính sách được coi là đột phá, song cũng chỉ ở quy mô hẹp. Bà Mai đề nghị chính phủ nghiên cứu để có bước vượt trội, tránh nhiều về số lượng nhưng hạn chế về sức nặng. Báo Người Lao Động cũng đã ghi nhận một số ý kiến của các chuyên gia liên quan đến nghị quyết thay thế nghị quyết 54. Tiến sĩ Huỳnh Phước Nghĩa, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM cho rằng, thành phố có lợi thế cạnh tranh trong thu hút dòng vốn đầu tư, nhưng cũng cần có những cơ chế giúp chính quyền thành phố có thể chủ động trong một số vấn đề, tạo động lực tăng trưởng mới, đơn cử như các quyền liên quan đến sử dụng nguồn lực đất đai, đầu tư cơ sở hạ tầng, thu hút FDI về đóng góp ngân sách của thành phố. Theo tiến sĩ Trương Minh Huy Vũ, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM, trong nghị quyết đang trình Quốc hội thông qua, thành phố có một số điều khoản là sử dụng nguồn vốn của Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.HCM HFIC và thành phố để được phát triển các dự án liên vùng và chi tiêu cho liên vùng. Đây sẽ là bước đột phá trong phát triển liên vùng giữa TP.HCM và các tỉnh lân cận. Thưa quý vị, hôm qua, đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo luật các tổ chức tín dụng sửa đổi. Các đại biểu cho rằng việc sửa đổi, bổ sung luật các tổ chức tín dụng là hết sức cần thiết nhằm đảm bảo cho hoạt động của các tổ chức tín dụng phát triển an toàn, bền vững. Đặc biệt, trong bối cảnh nghị quyết 42 của Quốc hội sẽ hết hiệu lực vào ngày 31 tháng 12 năm 2023, việc luật hóa các chính sách xử lý nợ xấu có ý nghĩa quan trọng, qua đó tạo được khuôn khổ pháp lý về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng một cách đồng bộ, có hiệu lực pháp lý cao, áp dụng ổn định, lâu dài. Các ý kiến còn tập trung vào các quy định về tổ chức quản trị, điều hành của các tổ chức tín dụng, hoạt động ngân hàng điện tử, cơ cấu lại các tổ chức tín dụng yếu kém, quản lý, đóng, mở các tài khoản ngân hàng. Tổ đại biểu Quốc hội TP.HCM đơn vị bầu cử số 9 gồm các đại biểu Thiếu tướng Dương Văn Thăng, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương, bà Nguyễn Trần Phượng Trân, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Nhà Bè trước kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Đại diện tổ đại biểu đã báo cáo với cử tri những nội dung cơ bản về chương trình kỳ họp sắp tới sẽ khai mạc vào ngày 22 tháng 5. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 8 dự án luật, 2 dự thảo nghị quyết, cho ý kiến 8 dự án luật. Trong buổi tiếp xúc, các cử tri đã có ý kiến phát biểu tập trung ở các vấn đề như phòng chống dịch bệnh COVID-19, bảo vệ thông tin cá nhân, các dự án quy hoạch trên địa bàn, công trình chống ngập, luật đất đai sửa đổi. Một số tổ chức cá nhân còn lợi dụng quyền hạn những kẽ hở pháp lý để mua bán, sử dụng trái phép dữ liệu cá nhân, điều này dẫn đến hậu quả như những vụ lừa đảo qua mạng. Quy hoạch treo phải mở cái lối như thế nào? Tôi quy hoạch anh 5 năm, 10 năm, sau 10 năm tôi không sử dụng, 5 năm tôi không có nhu cầu thì tôi gửi cho dân. Ngập do triều cường ảnh hưởng rất lớn đến người dân, cản trở doanh nghiệp kinh doanh, nên người dân doanh nghiệp đều rất trông chờ công trình chống ngập hoàn thành. Các ý kiến kiến nghị của cử tri đã được lãnh đạo huyện, đại diện các phòng ban chuyên môn huyện Nhà Bè giải trình, trả lời trực tiếp tại hội nghị. Tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn của Nhà Bè đạt trên 90%. Và hiện nay đơn vị thi công đang tiếp tục chuẩn bị các nội dung khởi động lại khi thành phố giải quyết vướng mắc về quy trình của dự án. Về sửa đổi luật đất đai thì Nhà Bè cũng lấy ý kiến trong cộng đồng dân cư, các tổ chức, đặc biệt là cái ý kiến về cái giá bồi thường phải tiệm cận và sát với thị trường. Thay mặt tổ đại biểu Quốc hội đơn vị số 9, Thiếu tướng Dương Văn Thăng, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương, cảm ơn cử tri huyện Nhà Bè đã có những ý kiến đóng góp đối với tổ đại biểu Quốc hội, đồng thời nghiêm túc tiếp thu, ghi nhận và tổng hợp đầy đủ các ý kiến đề xuất, những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân để chuyển tải đến Quốc hội. Nằm trong chuỗi hành trình khai mở năng lực và nội lực người lãnh đạo, hôm qua, Hội nữ doanh nhân TP.HCM HAWI đã tổ chức diễn đàn HAWI Leaders Forum năm 2023 với chủ đề Lãnh đạo thích thức, Adaptive Leadership. Tham dự có đồng chí Nguyễn Phước Lộc, trưởng ban tổ chức Thành ủy TP.HCM, cùng đông đảo doanh nghiệp, diễn giả trong và ngoài nước. Với nhiều trải nghiệm sâu sắc qua quá trình ứng dụng phương thức lãnh đạo thích ứng tại đơn vị, các diễn giả đã mang đến nhiều giá trị thiết thực, giúp doanh nghiệp có thể dễ dàng thích ứng,
đồng thời góp phần mở ra góc nhìn về việc phát triển khả năng, tư duy năng động và quyết đoán hơn, bắt nhịp những thay đổi cùng thời đại. Được lắng nghe những chia sẻ của những nhà lãnh đạo cũng như là những diễn giả thì mình thấy là tôi đã học được rất là nhiều và mình chuẩn bị cho mình một cái hành trang, một cái tâm thế để mình làm sao thích ứng được với những cái thay đổi trong cái tình hình bối cảnh hoặc khó khăn của hiện tại. Quan trọng nhất là phải nhìn vào bên trong mình để củng cố cái nội lực, để củng cố cái niềm tin ở trong tổ chức, làm sao cho cái đội ngũ của mình người ta vững tâm, và cái văn hóa và con người vẫn là quan trọng nhất trong cái bất kỳ một cái giai đoạn nào, mà nhất là những giai đoạn khó khăn này. Hawi Leaders Forum là diễn đàn thường niên do Hawi sáng lập nhằm định hình năng lực lãnh đạo và kiến tạo tương lai Việt Nam thông qua các hoạt động kiến tạo, kết nối, xây dựng nền tảng cho các nhà quản lý và lãnh đạo. Chương trình sẽ được tiếp tục với phần tin thế giới. Sau 2 ngày thảo luận tại Istanbul, các bên tham gia ký kết thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen gồm Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine và Liên Hợp Quốc đang gần tiến đến việc gia hạn sáng kiến này. Thông báo vừa được Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra ngày 12 tháng 5. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar, những kết quả ban đầu cho thấy cuộc gặp ở Istanbul giữa các đại diện của Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine và Liên Hợp Quốc đã diễn ra tích cực, với việc các bên đang tiến gần đến việc gia hạn sáng kiến ngũ cốc Biển Đen, vốn sẽ hết hạn vào ngày 18 tháng 5 tới. Trong khi đó, hãng thông tấn TASS của Nga cho biết nhiều khả năng sáng kiến này sẽ được gia hạn thêm 60 ngày. Trước đó, Nga từng cảnh báo sẽ không gia hạn thỏa thuận sau ngày 18 tháng 5, trừ khi các yêu cầu của Moscow được đáp ứng nhằm loại bỏ những trở ngại đối với hoạt động xuất khẩu ngũ cốc và phân bón của Nga. Sáng kiến ngũ cốc Biển Đen được ký tại Istanbul hồi tháng 7 năm ngoái dưới sự trung gian của Liên Hiệp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ và đã được gia hạn 2 lần, lần lượt vào tháng 11 năm ngoái và tháng 3 năm nay. Hôm qua, Nga thông báo đã thành lập một đơn vị cảnh sát chống thiết bị bay không người lái ở thành phố Saint Petersburg. Đơn vị này được thành lập sau vụ tấn công điện Kremlin bằng drone cách đây không lâu. Đơn vị chống drone sẽ bao gồm các cảnh sát được trang bị súng bắn tỉa và súng cạc bin. Họ được huấn luyện để vô hiệu hóa drone và bắt giữ những người vận hành các thiết bị này. Người đứng đầu Sở Nội vụ Saint Petersburg cho biết, đơn vị chống drone là nhằm đảm bảo an toàn trật tự trong các sự kiện cộng đồng quy mô lớn. Kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine, nhiều cơ sở năng lượng và quân sự của Nga đã hứng chịu các cuộc tấn công bằng drone mà theo nước này là do Ukraine thực hiện. Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hai máy bay ném bom chiến lược của nước này đã thực hiện chuyến bay thường kỳ qua biển Chukchi nằm giữa Siberia và Alaska. Trong chuyến bay này, các phương tiện cũng đã tiến hành tiếp nhiên liệu trên không. Văn phòng Thủ tướng Israel ngày 12 tháng 5 thông báo Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp với các cơ quan chức an ninh hàng đầu sau khi giao tranh tái diễn ở dải Gaza và phía Israel đã có một người thiệt mạng. Trưa ngày 12 tháng 5 theo giờ địa phương, các cuộc giao tranh đã tái diễn giữa quân đội Israel và lực lượng thánh chiến Jihad Palestine sau 13 giờ tạm lắng. Lực lượng phòng vệ Israel EDF đã kích hoạt hệ thống còi báo động và hệ thống đánh chặn vòm sắt sau khi phát hiện hàng chục quả rocket phóng từ dải Gaza vào các khu vực gần biên giới. Đặc biệt, lần đầu tiên trong đợt giao tranh này, phiến quân Palestine đã bắn rocket về phía Jerusalem. EDF đã tiến hành đáp trả bằng các vụ không kích nhằm vào khu vực Rafah ở miền nam dải Gaza. Theo cơ quan y tế ở Gaza, giao tranh đến nay đã khiến 29 người Palestine thiệt mạng, trong đó có 6 trẻ em và 3 phụ nữ, cùng 93 người khác bị thương. Trong một tuyên bố chung, Ngoại trưởng 4 nước Ai Cập, Đức, Pháp và Jordani đã kêu gọi chấm dứt giao tranh, đồng thời bày tỏ hy vọng các bên sớm nối lại tiến trình đàm phán hòa bình. Người Thổ Nhĩ Kỳ sinh sống tại nước ngoài đã bỏ phiếu sớm trong cuộc tổng tuyển cử của nước này. Gần 2 triệu lá phiếu đã được chuyển đến thủ đô Ankara vào hôm qua ngày 12 tháng 5 và sẽ được kiểm kê trong ngày bầu cử ngày 14 tháng 5. Các lá phiếu được đựng bên trong túi ngoại giao đến từ 73 quốc gia và 156 văn phòng Thổ Nhĩ Kỳ ở nước ngoài. Các lá phiếu sẽ được giữ trong một khu vực an toàn có khóa ở Ankara cho đến Chủ nhật tuần này. Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tổ chức cuộc bầu cử mang tính bước ngoặt vào ngày 14 tháng 5 sau 20 năm nước này được Tổng thống Recep Tayyip Erdogan chèo lái. Các cuộc thăm dò cho thấy cuộc đua giữa ông Erdogan và chính trị gia đối lập Kemal Kılıçdaroğlu khá cân bằng. Trong một diễn biến khác, ứng viên đối lập Kılıçdaroğlu cho biết đảng của ông đã có bằng chứng về việc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Thổ Nhĩ Kỳ.
người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác bỏ cáo buộc và nói rằng những người đưa thông tin không chính xác tới ông Kirill Daroglu là những kẻ nói dối. Ông Peskov nhấn mạnh rằng Moscow rất coi trọng mối quan hệ với Ankara. Hôm qua, cựu Thủ tướng Imran Khan đã được Tòa án Islamabad của Pakistan cho phép tại ngoại một ngày sau khi Tòa án tối cao nước này phán quyết việc bắt giữ ông là bất hợp pháp. Trong những ngày qua, việc bắt ông Khan đã gây ra các cuộc biểu tình và đụng độ trên khắp Pakistan, khiến gần 10 người thiệt mạng. Một thẩm phán của Tòa Islamabad cho phép ông Khan được trả tự do tạm thời trong 2 tuần, đồng thời ra lệnh cơ quan chống tham nhũng không bắt giữ ông trong khoảng thời gian này. Ông Imran Khan lên nắm quyền năm 2018. Đến tháng 4 năm 2022, ông trở thành thủ tướng đầu tiên bị lật đổ ở Pakistan sau khi quốc hội bỏ phiếu bất tín nhiệm với lý do ông không thực hiện được cam kết diệt trừ tận gốc tham nhũng và đưa nền kinh tế đất nước thoát khỏi suy thoái. Ông Khan hiện đang đối mặt với hơn 100 cuộc điều tra từ chính quyền liên quan tới các vụ tham nhũng và sai phạm tài chính. Cảnh sát cho biết các vụ đụng độ kể từ ngày 9 tháng 5 đã khiến ít nhất 9 người thiệt mạng, hàng trăm cảnh sát bị thương và hơn 2.000 người biểu tình bị bắt giữ. Thưa quý vị, kinh đô điện ảnh thế giới Hollywood đang rúng động về cuộc đình công của các biên kịch. Họ là những người đóng vai trò then chốt trong ngành công nghiệp này, nhưng theo họ là đang bị các hãng phim đối xử và trả lương bất công. Cuộc đình công đã tạo sức ép lớn lên các dự án phim điện ảnh và truyền hình đang trong giai đoạn tiền sản xuất. Để tìm hiểu thêm về vấn đề này, xin mời quý vị theo dõi chương trình Nhìn ra thế giới ngay sau đây. Kính thưa quý vị, từ đầu tháng năm này, cuộc đình công của Hiệp hội Biên kịch Mỹ đại diện cho khoảng 11.500 biên kịch đã diễn ra tại Hollywood, bang California. Các biên kịch yêu cầu đóng các chương trình truyền hình đêm khuya, tăng lương cao hơn trước và hạn chế sử dụng trí tuệ nhân tạo trong viết kịch bản. Ngày 6 tháng 5, đội ngũ biên kịch của loạt phim truyền hình Stranger Things tuyên bố đình công cho tới khi đạt được một thỏa thuận công bằng. Một nguồn tin từ Netflix sau đó cũng xác nhận mùa thứ 5 siêu lớn và cũng là phần cuối cùng của loạt phim bị hoãn sản xuất vô thời hạn. Không chỉ Stranger Things, hàng trăm, thậm chí là hàng ngàn chương trình truyền hình và dự án phim ở Hollywood đang có nguy cơ đắp chiếu khi các thành viên của Hiệp hội Biên kịch Mỹ WGA đình công trên diện rộng. Hàng ngàn biên kịch đồng loạt ngừng làm việc vào ngày 2 tháng 5 sau khi cuộc đàm phán của WGA với liên minh các nhà sản xuất phim và truyền hình, trong đó có những ông lớn như Disney và Netflix, không đi đến nhất trí. Chúng tôi muốn được trả công cho các tác phẩm của mình, được tôn trọng vì các tác phẩm của mình. Trước khi có kịch bản thì chẳng sản xuất được gì hết. Không có kịch bản thì diễn viên, đạo diễn cũng không có việc làm, nhà sản xuất cũng không. Vì vậy, hạ giá trị, thứ duy nhất tạo ra việc làm cho quý vị là điều hết sức sai lầm, sai về logic lẫn tình cảm. Trong bản hợp đồng năm 2023 mà WGA đề xuất, có 3 điểm lưu ý chính. Thứ nhất, áp dụng thỏa thuận mức lương tối thiểu cho những biên kịch thuộc mảng phim phát trực tuyến. Thứ hai, bắt buộc hãng phim thuê một số lượng biên kịch tối thiểu cho mỗi dự án, dù cần thiết hay không. Và thứ ba, kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng công nghệ AI. Bản hợp đồng này được WGA ước tính sẽ đem về 429 triệu đô la Mỹ để trả lương cho biên kịch, thay vì bản hợp đồng mà liên minh các nhà sản xuất đưa ra là 86 triệu đô la. Các biên kịch cho biết họ đang gặp khó khăn tài chính trong thời kỳ bùng nổ truyền hình trực tuyến. Theo thống kê của WGA, 50% số biên kịch phim truyền hình hiện làm việc với mức lương tối thiểu. Trong khi đó, thù lao trung bình cho những cây viết kỳ cựu đã giảm 4% trong 10 năm qua. Nghiệp đoàn này cho hay các hãng phim đã lợi dụng quá trình chuyển đổi sang phát trực tuyến để cắt giảm lương của biên kịch và thắt chặt tiền tác quyền. Các công ty từ chối xem viết kịch bản là một công việc toàn thời gian. Thay vào đó, ấn định viết lách là nghề tự do và chỉ trả tiền theo ngày. WGA đang tính toán sự minh bạch về lượng người xem từ các nền tảng phát trực tuyến, từ đó tăng mức lương trung bình cho các biên kịch và tăng độ ổn định trong hợp đồng làm việc. Hiện tại, cuộc đình công đang ảnh hưởng nặng nề đến túi tiền của một số hãng phim. Toàn bộ ngành công nghiệp giải trí Hollywood đã mất khoảng 10 tỷ đô la Mỹ giá trị cổ phiếu sau ngày đầu tiên của cuộc đình công. Các chương trình tối như The Late Show, Jimmy Kimmel hay The Tonight Show bị ảnh hưởng đầu tiên do lịch trình hàng đêm và tính chất thời sự. Những chương trình này đang phải chiếu lại các tập cũ trong lúc chờ cuộc khủng hoảng đi qua. Bị ảnh hưởng tiếp theo là các bộ phim truyền hình dài tập thường có lịch trình sản xuất liên tục.
các bộ phim phát hành tại rạp cũng có thể bị ảnh hưởng. Trong khi lịch phát hành ra rạp trong 6 tháng đầu năm 2024 gần như vẫn được giữ nguyên, thì các bộ phim từ nửa sau năm 2024 có thể sẽ gặp khó khăn vì quá trình sản xuất có nguy cơ bị trì hoãn từ quý 3 năm nay sang năm sau. Báo Guardian nhận định, cuộc đình công sẽ khiến kinh đô điện ảnh lớn nhất thế giới rơi vào hỗn loạn vì sản xuất nhiều chương trình truyền hình bị đình trệ, trì hoãn hoặc có khi phải hủy bỏ vì không có nhân lực làm việc. Trong khi đó, theo tờ New York Times, làn sóng đình công không chỉ dẫn đến sự đình trệ trong việc sản xuất phim, chương trình truyền hình. Việc này nếu kéo dài sẽ gây tổn hại cho nền kinh tế địa phương, đặc biệt đối với những người lao động hỗ trợ sản xuất, chẳng hạn như tài xế, bộ phận phụ trách phục trang, nhà cung cấp thực phẩm, thợ mộc và nhiều người khác. Hồi tháng 11 năm 2007, cuộc đình công kéo dài 100 ngày của 12.000 nhà biên kịch đã gây thiệt hại cho nền kinh tế California hơn 2 tỷ đô la Mỹ. Trong khi đó, giám đốc điều hành các hãng phim cho biết họ có những vấn đề riêng và đây không phải là thời điểm thích hợp để tăng lương cho nhân viên. Trên thực tế, nhiều hãng phim, công ty giải trí đang gặp khó khăn tài chính. Walt Disney đã phải sa thải 4.000 nhân viên. Warner Bros. Discovery thì đang gồng mình trả khoản nợ 50 tỷ đô la Mỹ. Các nhà biên kịch của Hollywood cũng lên tiếng về một vấn đề mà họ cho là không thể chấp nhận được, đó là trí tuệ nhân tạo AI có khả năng thay thế con người trong sáng tác. Họ khẳng định nghệ thuật không phải là máy móc vì AI không có trí óc và trái tim. Liên minh các nhà sản xuất phim và truyền hình đã bác bỏ hầu như tất cả các đề xuất của Hiệp hội Biên kịch về việc tăng lương. Đề xuất duy nhất mà họ đồng ý xem xét và nghiên cứu là quy định về trí tuệ nhân tạo AI. Theo đó, WGA đề xuất cho phép người viết sử dụng ChatGPT và các công cụ AI khác để viết kịch bản điện ảnh và phim truyền hình. Chỉ có điều tư liệu do AI tạo ra sẽ không được coi là tư liệu văn học hoặc tư liệu gốc. Nghiệp đoàn muốn có các biện pháp bảo vệ để ngăn các hãng phim sử dụng AI tạo ra các kịch bản mới từ các tác phẩm trước đó của các biên kịch. Họ cũng không muốn phải viết lại các bản nháp do AI tạo ra. Không ai ngây thơ đến mức nghĩ rằng AI sẽ không đóng vai trò nào trong ngành giải trí. Tất cả những gì người lao động yêu cầu là một bộ quy định để họ chủ động liên kết AI trong công việc, để AI mang lại lợi ích, chứ không trở thành một thứ giả mạo sức sáng tạo của con người. Mặc dù trong thời điểm hiện tại, AI có thể chưa có đủ khả năng để đe dọa đến quá trình làm việc của các biên kịch. Điều khoản mới của WGA được đánh giá là một bước đi đón đầu để đối mặt với những thay đổi trong tương lai. Và những thông tin diễn biến tiếp theo sẽ được chúng tôi cập nhật trong các chương trình của HTV. Và đến đây thì chương trình Nhìn ra thế giới sẽ được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại trong các chuyên mục lần sau. Xin trở lại phần tin trong nước. Thưa quý vị, xây dựng phong trào công dân thân thiện, thương yêu, trách nhiệm, trí tuệ và tự chủ là điểm nhấn được Quận ủy Bình Thạnh phát động hướng đến kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời sơ kết 2 năm thực hiện kết luận số 1 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 về học tập và làm theo đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Tại phường 13 quận Bình Thạnh, phong trào được phát động trước hết trong đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang. Mỗi cán bộ đảng viên có kế hoạch hành động cụ thể xây dựng cho mình phong cách thân thiện, thương yêu, trách nhiệm, trí tuệ và tự chủ gắn với nhiệm vụ và công việc thường nhật của mình. Sau đó, phong trào sẽ từng bước triển khai trong từng tổ dân phố, khu dân cư, thể hiện trong mối quan hệ giao tiếp giữa con người với con người để góp phần xây dựng môi trường sống thân thiện, an toàn. Ngoài ra, phong trào treo ảnh Bác Hồ cũng được phát động trong mỗi gia đình, trụ sở các cơ quan, đơn vị. Đổi mới về vấn đề cách học, đổi mới cách làm. Và chính cái đổi mới này đã xuất hiện những cái việc làm rất là hữu ích theo tinh thần của Bác, nghĩa là đảm bảo cái trách nhiệm, cái thương yêu, cái chia sẻ, cái đoàn kết đối với mỗi người dân. Có nhiều mô hình, nhiều cách làm hay, nhiều cái sản phẩm thiết thực như các tuyến hẻm, tuyến đường, các công trình phục vụ dân sinh được hình thành và đặc biệt là ý thức của người dân càng ngày càng nâng cao. Ban thường vụ của chúng tôi có đánh giá những cái giải pháp đột phá mà các đơn vị chọn làm cũng đạt được hiệu quả rất là cao. Trên địa bàn của quận thì chúng tôi có 5 đơn vị làm điểm trong việc thực hiện kết luận 01. Bước sang năm 2023 thì Ban thường vụ quận ủy đã hướng dẫn nâng dần cái chất hoạt động tại các góc học tập không gian văn hóa này sẽ có nhiều cái hoạt động hơn, sâu rộng hơn, phù hợp hơn để lan tỏa được cái nội dung học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trong thời gian tới,
vì đổi mới công tác tuyên truyền, tăng cường phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, nhân rộng các gương điển hình tiêu biểu. Những mô hình hay, cách làm hiệu quả cũng được quận ủy Bình Thạnh đẩy mạnh nhằm tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực sự đi vào chiều sâu và có sức lan tỏa rộng đến mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Thưa quý vị, quận 7 đã tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn năm 2003-2023. Từ năm 2020 đến nay, quận 7 đã nâng cấp, mở rộng 98 tuyến hẻm với tổng số hộ dân được thụ hưởng là trên 4.200 hộ. 20 năm qua, trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, hệ thống Mặt trận Tổ quốc quận, phường và các khu phố đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo, tặng quà cho các hộ nghèo, cận nghèo, như tổ chức bữa cơm đại đoàn kết, trao tặng phương tiện sinh kế, trao tặng quà với tổng kinh phí hơn 12 tỷ đồng. Hàng năm có trên 95% hộ gia đình đạt gia đình văn hóa và trên 95% khu dân cư đạt khu phố văn hóa. Hơn 16.000 gương người tốt việc tốt được tuyên dương. Dịp này, quận 7 đã khen thưởng cho các tập thể cá nhân có nhiều đóng góp qua 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời trao tặng kinh phí sửa chữa nhà và các phương tiện sinh kế cho các hộ dân còn khó khăn trên địa bàn. Tại câu lạc bộ thể dục thể thao Rạch Miễu, Ủy ban Nhân dân quận Phú Nhuận phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức sàn giao dịch giới thiệu việc làm và tư vấn học nghề năm 2023. Sàn giao dịch giới thiệu việc làm và tư vấn học nghề quận Phú Nhuận năm nay thu hút gần 40 doanh nghiệp trong và ngoài quận tham gia, với nhu cầu tuyển dụng gần 8.000 vị trí việc làm, đặc biệt trong đó có doanh nghiệp có chức năng giới thiệu xuất khẩu lao động làm việc tại các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc. Trường giới thiệu chủ yếu là về những ngành nghề đang đào tạo của trường, ví dụ trường có đào tạo về hệ trung cấp và hệ sơ cấp, về các khối ngành, ví dụ như về lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp, về công nghệ thông tin, về khối ngành kinh tế. Rất là vui khi mà đã mang đến khoảng hơn 1.000 cơ hội việc làm cho các cái đối tượng lao động. Nó sẽ là một cơ hội để cho doanh nghiệp tiếp cận dễ dàng hơn đối với nhân viên. Cái ưu điểm lớn nhất của này là mình sẽ được gặp trực tiếp với nhà tuyển dụng. Còn ví dụ như mình tìm qua các trang tìm việc online như là Vietnam Work hay là Jobswitch gì thì mình chỉ tiếp xúc qua email hay tin nhắn thôi, thì nó sẽ không có cái sự giao tiếp, không có kết nối được với nhà tuyển dụng nhiều như là cái sàn giao dịch việc làm này. Sau sự kiện, Ủy ban Nhân dân quận Phú Nhuận cho biết sẽ tiếp tục thông tin nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh học nghề đến đoàn viên, hội viên, người lao động thất nghiệp, nhất là các hộ nghèo, hộ cận nghèo, bộ đội xuất ngũ hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương, người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng, để biết và tham gia tuyển dụng trực tiếp tại doanh nghiệp, qua đó góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Nối tiếp thành công từ chương trình trước, hôm qua, Trường Đại học Văn Lang đã phối hợp cùng Viện Dịch thuật Văn học Hàn Quốc tổ chức workshop Biên dịch Văn học Hàn Quốc năm 2023. Chương trình được tổ chức nhằm mục đích bồi dưỡng kỹ năng biên dịch văn học Hàn Quốc cho người học chuyên ngành tiếng Hàn, truyền cảm hứng dịch văn học, góp phần định hướng và nuôi dưỡng đội ngũ dịch giả văn học trong tương lai. Trong suốt khóa học, các học viên sẽ được cung cấp các kiến thức khái quát về văn hóa, văn học, ngôn ngữ Hàn Quốc, lý thuyết và kỹ năng dịch văn bản văn học, luyện dịch tác phẩm thơ và truyện ngắn, giao lưu với các tác giả và các dịch giả có uy tín. Workshop biên dịch văn học Hàn Quốc, em thấy không chỉ đơn giản là luyện dịch các tác phẩm văn học, mà còn là nơi em có thể gặp các thầy cô có chuyên môn cao và cực kỳ tâm huyết với nghề. Ngoài ra em còn được giao lưu thêm nhiều bạn mới nữa. Trong suốt khóa học 3 tháng, các bạn học viên Việt Nam sẽ được học tập cũng như là trao đổi với các thầy cô có chuyên môn trong các lĩnh vực văn học, văn hóa cũng như là ngôn ngữ Hàn Quốc và là những người có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy cũng như là dịch thuật trong mảng tiếng Việt và tiếng Hàn. Và sau khi tốt nghiệp khóa học này thì các bạn sẽ có cơ hội để đăng ký hỗ trợ dịch thuật cũng như là xuất bản tác phẩm của mình với lại Viện Dịch thuật Văn học Hàn Quốc. Các diễn giả cũng đã chia sẻ về cơ hội hấp dẫn của nghề biên phiên dịch. Đây cũng là một trong nhiều hướng phát triển nghề nghiệp tương lai được quan tâm vì tính chất năng động, phù hợp với thời đại và nhiều triển vọng trong công việc. Đặc biệt, công việc biên dịch văn học Hàn Quốc còn góp phần gia tăng tình hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau, đặc biệt là về văn hóa giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Hàn Quốc. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin sáng nay của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin sau trên HTV9. Kính chào tạm biệt.